Hello, xin chào các bác nhé. Đây kênh YouTube Thảo Trần. Hôm nay mình sẽ làm món thịt lợn nộm với lại xoài các bác nhé. Đây, xoài này. Đấy, nộm với xoài. Xoài mình đã các bác muốn làm được món nộm với xoài ngon, ăn thơm ngon mát vào mùa hè thì các bác có chuẩn bị là các bác ơi, có mua xoài nhé, mua xoài này. Đấy, mua xoài xoài ngọt được, xoài chua cũng được. Các bác mua về gọt vỏ đi xong là nạo thái được, thái nhỏ đây mình dần đấy, bữa này mình cứ làm nhiều thái nhé. Xoài xanh thì càng tốt, xoài xanh thì càng tốt nhé. Thịt lợn thì các bác mua thịt lợn ba chỉ nhé, các bác mang về rán vàng lên, rửa sạch và các bác nên rửa sạch và rửa muối nhé, không có bị chanh các bác, thì rán lên vàng và giòn hơn đấy. Thế em làm như này. Các bác mua về các bác rán giòn nhé, ba chỉ các bác thái miếng được và thái sợi được, thì theo thêm mình ăn thì mình làm. Còn gia vị nó thì mình dùng bằng dâu răng cưa nhé, nó sẽ thơm hơn một chút. Các bác dùng dâu răng cưa thái tươi thơm hơn. Rất đơn giản các bác, thì bột canh, mì chính. Thế các bác không con nhỏ thì các bác cho thêm ớt nữa là được các bác nhé. Các bác làm đây, đây địa thanh long rất là ngon, thanh long nhà chồng ấy. Đấy, xong bắt đầu mình đảo đều vào với nhau là được các bạn, được là món ăn này là ngon và mát vào mùa hè nhé. Mình sẽ hướng các bác làm món này. Các bác nào biết làm rồi thôi, các bác chia sẻ nhiều người, mà các bác chưa biết làm ăn món ngon bổ và rẻ thì các bác làm cho mình nhé. Thì khâu chuẩn bị mình nói rồi, chuẩn bị xoài này. Cái này thì cho ít muối nữa nhé, nhiều thì hay không ngon đâu. Bây giờ các bác là đây, con gái mình đây này, mẹ yêu đang dưa. Ăn cái đầu này trước con, ăn ít ai ăn đầu. Chắc cái đấy bị đắng. Cái ăn ít chứ. Con nào bóc con? Thế ăn đi. Con bóc con ăn đây. Bóc ăn cả vó cũng được. Nhất đơn giản các bạn. Này này. Bắt đầu tiến hành đảo đều. Món này thì các dân nhậu rất là ngon đấy các bạn, để tiếp khách và nhân rộng được thơm và ngon tuyệt vời. Này, mình sẽ lấy cái thìa để đảo đều thôi. Món này đặc điểm là dễ làm ăn lại ngon. Nhìn rất là bắt. Nếu mọi người thích ăn dạng tươi thái bột cà rốt nữa, nạo xuống cũng được các bạn. Đấy, lấy củ cà rốt nạo vào thì nhìn là thơm và mát sẽ ngon đấy, mát và mình hay lắm đấy. Cái này thì món này phục vụ cả chị em phụ nữ và các anh cái đấng mày râu dân nhậu với nhau uống bia cũng được hết, cả trẻ con được. Mình nhà mình có trẻ con như này thì không cả ớt xuống, ớt thì nó cay lắm, không ăn được. Ớt thì tuyệt vời đấy. Đây các bác thấy nào ạ? Rất tuyệt vời luôn ạ. Đấy. Đây. Ôi trời ơi. Ôi, con ăn được miếng được. Không ăn đâu, đang ăn dưa. Ăn dưa à? Lại ăn dưa. Ây, này các bác nhìn xem. Đấy, con ăn dưa. Cứ đảo đều lên nhé. Rau thơm mình cho ít, nhiều nó sẽ bắt mắt hơn. Rau mùi được, có cái rau gì cũng được. Vì món này là rau gì nó thơm là nó sẽ thơm và ngon. Này, mình sẽ xin phép bác nhé, mình nếm thử nhé. Vì thứ nhất là thường thường làm vào bếp là cái gì đến khâu cuối cùng nhất là mình phải nếm thử xem mặn, nhạt như nào thì ăn nó mới vào vị. Nếm thử các bác. Mời các bác nhé. Ừ, rất tuyệt vời. Ngài nếm không? Đó. Ừ, mời con gái. Ừ, rất tuyệt vời. Ngài nếm không? Đó. Ừ, mời con gái.
Xin chào các bác con. Xin chào các bác. Rồi, ok. Đấy. Thì món xoài nộm với lại thịt lợn ba chỉ rán. Đến đây là hết các bác nhé. Các bác làm thêm món này để cách để đãi khách thì rất là ngon các bạn. Và ăn vào mùa hè để uống bia như tuyệt vời. Vâng, đấy, đến đây là hết các bác nhé. Xin chào các bác và các bác hẹn các bác ở video lần sau nhá. Đây, rất là ngon này. Đấy. Các ăn hết cu quá đúng không ạ?